Ôi, đêm này chắc bão to. Lúc nãy đưa mẹ về anh giải thích với mẹ rồi, nói đỡ cho em rồi. Yên tâm nhé, bây giờ mẹ không giận mình em đâu. Mẹ giận cả anh luôn, giận cả đôi. Mẹ có hay căng thẳng cũng là vì lo nghĩ cuộc sống của anh bấp bênh. Tự nhiên lại vớ phải cô vợ đoảng đủ thứ mà ham chơi nha em. Thì lời nào cũng đấy, anh ham chơi mà. Nhưng mà với mẹ anh ham chơi là đương nhiên, còn em thì không ổn một tí nào. Thì mẹ thế hệ trước nên suy nghĩ cũng khác. Với mẹ là phụ nữ phải chăm lo gia đình cơ. Sao tự nhiên lại nói thế? Tự dưng thấy suy nghĩ của mẹ cũng đúng. Cho nên để mẹ không phải lo nghĩ, can thiệp vào chuyện của chúng ta, thì chúng ta phải tự lo cho cuộc sống của chính mình. Tự lo chuyện bếp núc để mẹ khỏi phải lấy lý do mang đồ ăn sang để do thám chuyện của chúng ta nữa. Rồi, hiểu rồi, là thế nên hôm nay là mới bày đồ hàng ra. Được. Kiểu như là nấu ăn cho anh là niềm vui của mẹ. Thế anh muốn mẹ buồn vì chuyện này hay suy sụp vì phát hiện chúng ta ly thân? Đây là cuộc chiến chung, là vào thay đồ ta phụ em. Em không chiến đấu một mình đâu. Ok. Và đừng bao giờ đi chơi mà nói dối là đi họp nữa. Ok. Đau không?